Để chủ động phòng tránh, hạn chế tình hình dịch bệnh tay chân miệng bùng phát trước khi trẻ bước vào năm học mới, năm học 2023-2024, huyện Cẩm Mỹ đã tập trung đồng loạt tổ chức ra quân phun xịt tiêu độc, khử trùng trường lớp, vệ sinh đồ chơi, đồ dùng cá nhân của các trẻ mầm non tại các trường mầm non trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ khi bước vào năm học mới. Trường mầm non Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ là một trong những ngôi trường có trẻ mầm non nhiều nhất huyện với trên 700 trẻ. Thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đón trẻ đến trường an toàn cho năm học mới được trường tập trung thực hiện. Để phòng chống bệnh tay chân miệng cho các bé, thì ở trong lớp thì các cô đã dọn dẹp vệ sinh tất cả các kệ góc và ngâm đồ chơi khử khuẩn bằng clomin B và phơi khô, sắp xếp gọn gàng để đón các bé. Và bên cạnh đó thì ở khu vực bếp ăn cho các bé thì cấp dưỡng cũng đã khử khuẩn clomin B ở nền nhà, tất cả các sảnh, rồi đồ dùng của các bé như chén bát thì các cô cấp dưỡng cũng đã nấu nước sôi lên và trụng phơi khô để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bé khi vào trường. Theo ghi nhận từ đầu năm đến nay, huyện Cẩm Mỹ ghi nhận 125 ca mắc tay chân miệng, 12 ổ dịch, tăng 7 ổ dịch so với cùng kỳ 2022, rất may không có ca bệnh nặng. Thì dự báo sắp tới là nó sẽ tăng cao. Nếu mình phòng chống dịch bệnh, mình không vệ sinh tốt thì khả năng nó sẽ tăng cao trong lúc đầu năm học. Đặc biệt là khi thân chính các cháu nó vào học, đó là cái môi trường nó dễ lây bệnh. Thì qua cái chuyện đó thì bên trung tâm y tế cũng làm kế hoạch phối hợp với phòng giáo dục. Mình làm kế hoạch cùng với nhà trường để mình vệ sinh trước khi đón các cháu vào năm học mới. Năm học 2023-2024, toàn huyện Cẩm Mỹ có gần 7.000 trẻ theo học tại các trường mầm non trên địa bàn huyện. Vì vậy, việc tập trung vào cuộc vệ sinh trường lớp, theo dõi tình trạng sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt quá trình theo học tại trường là rất cần thiết, góp phần đảm bảo sức khỏe cho trẻ và cùng huyện Cẩm Mỹ thực hiện tốt công tác phòng bệnh tay chân miệng, không để bệnh lan rộng ra cộng đồng, góp phần giúp trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.